会不舍爱自Chức chức phong lưu. Chuyển thể từ tiểu thuyết Từng phong lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An. 加盟同城旅行，开旅游品牌实体门店，轻松创业，梦想变现。同城旅行邀你收看《灼灼风流》。Tập 1. Bộ phim này hoàn toàn hư cấu. Mộ Trạch. Tiểu thư, mang hết số sách này đi phải, sao? Phải, nào. Đón dâu mà sao lại đi cửa phụ thế? Đây là đón thiếp. Mộ gia thật không hổ lành giàu nhất giang nam. Mộ lão gia đã lấy mười mấy giờ lại lấy tiếp. Tiểu thư, nhóm đại nương cửa quả bên này rồi. Hai người mau lên, chúng ta đi xem thử. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Đại nương tử Mộ gia và phu nhân Mộ gia. Đại nương tử Mộ gia và phu nhân Mộ gia. Không đẹp thì đâu có lấy. Mộ bác, con gái thứ 8 của Mộ gia, Ngũ Di nương, thiếp thất Mộ gia. Con gái thứ 8 của Mộ gia, Mộ gia thì làm như vậy. Không phải định thi trạng nguyên thật chồng chứ? Đã là người tôn quyết làm phu nhân huyện lệnh rồi, đâu cần phải đọc mấy thứ vô dụng này nữa. Không hành lễ à? Người mới sắp bái đường rồi, các người còn ở đây tiểu lo nghĩ. Tiểu thất đọc sách hay lấy chồng sao? Đào tơ mơn mởn, lá tốt xung xuê, người về nhà chồng, cả nhà hòa thuận. Tiểu thư, không cần đọc nữa. Nhóm đại nương tử đi cả rồi. May mà lần nào lão gia lấy cũng đều phô trương thanh thế, chúng ta mới có thể tìm được cơ hội. Vậy chúng ta mau đi thôi. Cẩn thận dưới chân. Tân phụ kính súc vật, lục súc hưng thịnh. Tân phụ kính giếng nước, sức sống mãnh liệt. Hôm nay nhà có việc vui, cưới người vợ mới, nên bái tế trước. Bài vị ti mệnh ít tân phụ bái. Mời táo vương. Vào cửa muộn, sau này phải nghe lời các tỷ tỷ đấy. Ta xếp thứ 17, phải hơn muội một bậc. Đi. Phu thê hợp hai là một. Bỏ quạt. Mộ Vinh, gia chủ Mộ gia, Mộ để lão gia, gia chủ Mộ gia, tiểu nhị. Thập bát. Phải. Thập bát. Để lão gia xem tiểu thập bát của ta rốt cuộc trông như thế nào. Mộ Chức Hoa, Mộ Kỳ, con gái thứ 7 của Mộ gia. Mộ Trạch.
Quách Cự Lực, thị nữ của Mộ Chức Cự Lực, thị nữ của Mộ Chức Hoa, tiểu thư, chúng ta phải đi thôi. Đi. Tiểu thư, sao trên xe mà người còn đọc sách thế này? Nữ tử không chăm chỉ đọc sách, sẽ phải lấy chồng. Tiểu thư, nữ tử đều phải lấy chồng mà. Lão gia đã lấy 18 di nương rồi. Con người mà, thấy người trẻ trung, xinh đẹp, không khỏi sinh lòng mến mộ. Nếu như trong nhạc thể muôn hồng nghìn tía, thì vui tai vui mắt biết bao. Vậy chẳng phải của chúng ta đã gom được cả đống rồi à? Chuyện này còn có thể chê ít à? Cũng đúng. Trang huyện lệnh cũng đã lấy di nương như thế, còn muốn lấy tiểu thư. Lão gia và đại nương tử còn tiểu thư trèo cao nữa chứ. Nam nhi mê sắc, còn có thể thoát. Nữ nhi mê sắc, khó có thể thoát. Tiểu thư, nghĩa là gì thế ạ? Ý là, nữ nhân một khi lấy chồng, thì cả đời này coi như hết. Vậy nếu người đó chỉ lấy một người sực không được sao? Năm đó cha ta cũng từng thề với mẹ ta, nói từ nay về sau tuyệt đối không lấy thêm ai nữa. Vậy chẳng phải sau này có thể dựa vào bản thân sao? Chỉ cần ta có thể thi đỗ công danh, Mộ gia này sẽ không còn ai dám ép ta nữa. Tự ta có thể làm huyện lệnh, còn làm phu nhân huyện lệnh gì nữa? Còn 5 ngày nữa là ngày ta và Mộ Kỳ thành thân. Trang Văn Phong, huyện lệnh Vĩnh Định, Hoài Châu, Châu Quản Sự, Trang Văn Phong này là cái gì? Nhưng giờ cô ta nói bỏ trốn, đừng làm bỏ khỏi lỏng bàn tay ta. Đuổi theo cho ta, rõ. Hoài Châu, Định Kinh. Lầu trăm thước cao chót vót, dương liễu xanh tận bãi sông. Cự Lực, băng qua khu rừng phía trước là đến thành Định Kinh rồi. Dạ. Tổng Minh Đức, to quá, không hổ là thành Định Kinh. Đúng vậy, tiểu thư, em nhìn bên kia kìa, nhộn nhịp thật đấy, cũng nhiều đồ ăn ngon nữa. Định Vương điện hạ về thành rồi, đội ngũ hoành tráng thật đấy. Cự Lực, em xem, đó là xe của Định Vương điện hạ. Chính là Định Vương điện hạ dân tấu xin mở lại ân khoa cho nữ tử ạ. Nghe nói ngài ấy tinh ranh như cáo, kiêu ngạo như sói, tàn nhẫn như hổ, ở Bắc Lương là đại ma thần thể ngăn trẻ con khóc đêm. Định Vương điện hạ lợi hại thế sao? 8 năm trước, Định Vương điện hạ thống lĩnh 3 vạn quân Thương Ngô, đánh bại 10 vạn đại quân Bắc Lương Nhạn Thành. Cũng từ sau cuộc chiến ở Nhạn Thành này, nam thần chúng ta mới chuyển từ thế yếu, bắt đầu ngang vai ghế với Bắc Lương. Sao Định Vương điện hạ làm được thế? Chuyện này thì Thương tiên sinh không nói kỹ. Chờ sau này ta quen biết được Vương điện hạ này, ta nhất định sẽ đích thân hỏi ngài ấy. Phía trước là phủ Định Vương, mau xuống ngựa. Mau, mau, mau. Phải rồi, tiểu thư, người còn chưa ăn nào, người cũng ăn một miếng đi. Đưa ta. Đi, đi. Đi, đi. Tiểu thư, tiểu thư, đằng trước là đại ma thần đấy. Cược một phen, đi. Mẹ, chấp mặt thị vệ của Định Vương, thị vệ của Định Vương, mẹ chờ con với, con gái bất hiếu. Đi, phủ Định Vương. Đi.
làm sao bây giờ? Đi, tiếp tục tìm. Đi. Tiểu thư, ban nãy làm em sợ chết khiếp. Không ngờ người lại đám xông vào đội xe của đại ma thần nữa sao? Người của Định Vương Điện Hạ chắc không làm sát người vô tội nhỉ? Nhưng bàn tay trong xe ngựa vừa nãy chắc không phải của Định Vương Điện Hạ. Bàn tay trong xe ngựa kìm mại, trơn bóng, không giống bàn tay của chiến thần quanh năm chinh chiến trên sa trường. Chuyện này nhất định có vấn đề. Trời à, tiểu thư, người có thiên lý nhãn à? Em xem, sau cuộc chiến ở Nhạn Thành, mặc dù xoay chuyển càn khôn, nhưng Bắc Lương và Nam Thần chúng ta bất phân thắng bại, giằng co nhiều năm như thế, thực ra là vì 5 năm trước Định Vương Điện Hạ đại bại ở sông Cự Mã, quân Thương Ngô tử thương nặng nề. Thế nên sau đó, Định Vương Điện hành động ngày càng dè dặt. Nhưng lần này lại giống trống khua chiêng như thế. Lần này Định Vương Điện Hạ về kinh không hề đơn giản. Phải rồi, tiểu thư, người của Trang huyện lệnh biết chúng ta vào thành rồi, còn có thể trốn được bao lâu? Định Vương Điện Hạ đã dạy ta một điều. Thỏ không có ba hang. Phủ Định Vương, ngươi bảo ngươi đi, người ta chỉ là một tiểu cô nương, đang vội về nhà thăm mẫu thân bệnh nặng, ngươi rút kiếm làm gì? May mà ta kịp thời ngăn cản. Ngươi không sợ chém người giữa đường, kéo thủ vệ cổng thành đến sao? Trương quản gia, quản gia phủ Định, quản gia, quản gia phủ Định, quản gia, Trương quản gia, quản gia phủ Định, quản gia, quản gia phủ Định, 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 quản gia phủ Định. Trong thư phòng. Phải, có người. Vương gia, chấp kiến, thị vệ của Định Vương, chấp kiến, ngài không chấp kiến thân của Định Vương, thị vệ của Định Vương diễn cảnh bài vội về và Trương quản gia giống trống bổn vương không muốn gây thêm chuyện. Dạ. Vương gia, không ngờ nơi hẻo lánh này sự có rừng đào. Chúng ta tìm nhiều năm như thế, không ngờ nó lại ẩn giấu ở Định Kinh. Lưu Diễn, Định Vương Nam Thần. Mộ Tiên phụ viên công thành Minh, vì lần này cuối cùng cũng bắt được xem ông rồi, trốn đi đâu? Bây giờ ta sẽ đào mộ ông lên, ta phải xem thử ông chết thật hay giả vờ. Vương gia, cuộc chiến ở sông Cự Mã, 30,000 anh linh chôn xương từ thành. Tên viên thành Minh này là giặc phản quốc, ông ta đã phụ lòng tin của vương gia, càng thẹn với bí vạn quân Thương Ngô đã chết. Cho đến bây giờ bổn vương vẫn không tin ông ta sẽ phản bội. Vương gia, viên thành Minh đã phản bội chúng ta. Chúng ta trúng mai phục rồi.
con gái Vân Tử Nguyệt khấu lạy. Vân Tử Nguyệt: cử người điều tra đảo nhỏ giữa hồ, đồng thời mở quan tài kiểm tra xác. Ngoài ra phải điều tra Ruẩn Tử Nguyệt, lập bia mộ cho Viên Thành Minh vớ thân phận con gái là ai. Rõ. Sự thật năm đó bổn vương nhất định phải tìm ra. Cung Tiểu Tần: ngài đi thông thả, ngài chưa uống say chứ? Chưa say. Tần gia: chưa say, ta chờ ngài đấy. Ngài phải đến sớm đấy. Định đến, nhất định đến. Được, 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 đi thông thả giúp ta nhé. Ngõ hoa: người đời đều coi thường nữ tử thanh lâu, tự cho mình là thanh cao, không muốn đến chỗ dơ bẩn này. Thế nhưng mẹ ta xuất thân như thế, ta lại cảm thấy nơi này khiến ta cảm thấy thân thiết hơn. Tiểu thư, người cũng đừng buồn. Người xem, nếu không vì Tam Di Nương, chúng ta cũng sẽ không đến nơi này trốn. Có thể trong cõi vô hình, người vẫn đang phù hộ chúng ta đấy. Chắc hẳn đám châu quản sự hoàn toàn không ngờ rằng chúng ta lại dừng chân ở đây. Đúng là một chỗ tốt để trốn. Nhưng nếu nộp tiền thuê phòng nửa năm, chúng ta sẽ không còn dư tiền nữa. Xe đến trước núi ắt có đường. Không sao, ta sẽ nghĩ cách, yên tâm đi. Lộ đại nương, chủ nhà. Hai người muốn thuê viện này phải không? Đúng vậy. Con phố này của chúng ta gọi là ngõ hoa. Bên này bán hoa, bên kia cũng bán hoa, bán một loại hoa khác. Cung Tiểu Tần: vậy hay là vào nhà nói chuyện đi. Được. Nào, 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 vào đi, vào ở đi. Đây cái gì chỉ là ra ngoài phải cẩn thận một chút. Đa tạ đại nương nhắc nhở. Thực ra lần này ta lên kinh là để tham gia thi hội, tuyệt đối không gây thêm rắc rối cho đại nương đâu. Nhìn cô còn trẻ, không ngờ lại là một nữ cử nhân. Gia mẫu mất sớm, ta theo gia phụ đọc sách mấy năm thôi. Vậy cô cũng là văn khúc tinh hạ phàm. Đừng nói bây giờ mới mở lại ân khoa cho nữ tử. Ngay cả thời Lưu Đế Nguyên Quang, lúc ân khoa nữ tử phát triển nhất, nữ cử nhân cũng là hiếm có. Nhưng nữ tử học hành không dễ. Nếu sau này chủ tớ hai người khó khăn gì, thì cứ đến tìm họ Lộ, sống ở đầu ngõ này. Đa tạ đại nương. Đa tạ Lộ đại nương. Đừng khách sáo, vào nhà xem thử đi. Đi. Nào, xem đi, xem đi. Xem đi, nhà tốt chưa này? Chỉ là bẩn quá. Lâu quá rồi không có người ở. Sao, hai người chờ một lát, ta đi thắp đèn. Đi, chúng ta xem thử nào. Hai vị cô nương. Nào, nào, bên này. Nào, xem bên này đi. Lộ đại nương, ở đâu ra nhiều sách thế này? Không giấu gì cô nương, người thuê viện này hồi trước một nhà thơ sa sút, suốt ngày lưu luyến Cung Tiểu Tần, nữ tử thanh lâu tranh nhuốc thơ của hắn. Số sách này đều là hắn để lại. Vậy nhà thơ này đâu rồi? Chết rồi. Chết rồi à? Đau khổ không được toại nguyện. Không thì sao giá thuê viện này như thế chứ? Tiểu thư, nếu các cô nương chê viện này suối quẩy. Không chê, không chê. Lộ đại nương, chúng ta không chê đâu. Ngày mai ta sẽ tìm số người quét dọn. Ta sẽ mang hết đi. Không cần, không cần. Lộ đại nương, sách thì cứ để lại đi. Đúng lúc ta cũng muốn xem thử. Vậy cô nương cứ việc giữ lại. Cô nương này cũng hay thật đấy. Không kiêng kỵ gì. Chẳng trách lại dám dẫn một nha hoàn đi thi. Phải rồi, đại nương, vừa nãy chạm phải, ta phát hiện tay đại nương hơi lạnh. Nhìn màu mắt đại nương, lòng trắng còn hơi vàng. Có phải bình thường đại nương cảm thấy tay chân tê mỏi, còn dễ sợ lạnh hơn người bình thường? Đêm ngủ còn hay không yên giấc không? Phải, phải, phải. Làm sao cô nương còn biết xem bệnh à? Trong nhà có người là đại phu, từ nhỏ mưa dầm thấm đất nên biết một chút. Đại nương thế này khí huyết suy nhược, là chứng bệnh lớn nữ tử dễ mắc phải. Cự lực, túi thơm, túi thơm. Tiểu thư, Lộ đại nương, đây là túi thơm ta tự dùng dược liệu điều chế. Đại nương cầm đi dùng thử xem, có lẽ sẽ có chút này quý giá quá. Thế này thì ngại lắm. Không sao đâu. Vậy giá cả chúng tản giữ như đã nói được không? Giá cả không thành vấn đề.
túi thơm thì đại nương yên tâm giữ. Vậy ta không khách sáo nữa. Vậy cô nương thu dọn đi, ta không quấy rầy nữa. Được. Tiểu thư, chẳng phải trước đây Tam Di Nương đã nói rồi sao, bảo người không được để lộ y thuật. Bây giờ cách thi hội vẫn còn khá lâu, tiền bút nghiêng giấy mực nhất định sẽ rất nhiều. Mà thành định kinh này, ngay cả ăn cơm cũng đắt hơn chỗ khác rất nhiều. Nếu không nghĩ cách kiếm tiền, lấy gì để lấp đầy bụng chứ? Tiểu thư, người yên tâm, có cự lực ở đây để người chịu đói. Nha đầu ngốc, ta sợ em bị đói đó. Được rồi, mau đi quét dọn, thu xếp đồ đạc đi. Vừa hay để ta xem thử, nhà thơ này đã để lại thơ gì. Đi đi, vậy em đi thu dọn trước nhé. Bài vị tiên mẫu Cố Nhất Tiếu. Tiểu thư, em đã nói rồi, em có sức, để em khắc mới phải. Đây là người mẹ thân yêu nhất của ta, sao có thể để em làm thay được? Mẹ, nỗ lực suốt bao năm nay không uổng phí. Con gái của mẹ đã là cử nhân rồi, không bao lâu nữa còn trở thành tiến sĩ. Mẹ yên tâm, con gái nhất định sẽ nghĩ cách nhi bật hơn người, để mẹ được làm cáo mệnh. Đợi con gái ở vững tại Định Kinh, con sẽ lập tức tìm nhà cho mẹ. Nhất định sẽ để mẹ hồn về cố hương. Tam Di Nương, xin người, người nhất định phải phù hộ tiểu thư và phù hộ cho chúng con không bị đói bụng. Tống Vận, Nhạc Công Cung Tiểu Tần. Cô tìm ai vậy? Ta nghe Lộ Đại Nương nói, ở đây có một vị đại phu. Là ta. Ta. Mời vào trong. Nằm xuống đi, để ta kiểm tra thử. Cô không hỏi ta là ai sao? Có lẽ sống ở đối diện nhỉ? Cô bảo ta nằm xuống đây, chẳng lẽ không chê ta bẩn sao? Trong lòng ta, người bệnh đều như nhau. Nào, nằm xuống đi. Cự lực. Nào. Phủ Định Vương. Dọc đường Vương gia giải gió dầm sương, bị nhiễm lạnh dọc đường. Khi nào triệu viện sứ mới đến xem bệnh cũ cho Vương gia? Không biết. Vương gia, ngài xem chấp mặt lại thế rồi. Ba câu không rặn gặp người khác là dơ cuốn sổ của nó lên. Sớm biết thì thà như để vậy, ta đến Định Kinh trước. Chấp mặt không nói, thiết nghĩ cũng chẳng phải gì lớn. Không nói thì không nói vậy. Vương gia thiên vị. Đại Điện Hạ, tham kiến Đại Điện Hạ, Hoàng Thúc, chí ít người cũng cử động một cái chứ, không thì sao? Ngày mai đến chỗ bệ hạ kể tội con, nói Đại Điện Hạ bắt nạt một người bệnh như ta. Lưu Sâm, Đại Hoàng Tử Nam Thần. Lưu Sâm, đừng mà. Đại Hoàng Tử Nam Thần. Đại Hoàng Tử Nam Thần, con đến để thăm người mà. Thuốc phá thai mà cô nương dùng quá mạnh, lại không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, dẫn đến tổn thương thân thể. Chảy máu đã hơn một tháng rồi nhỉ? Chưa khám đại phu lần nào sao? Nào. Sao có thể có đại phu bằng lòng xem bệnh cho ta chứ?
Ta chỉ là một nữ tử thanh lâu nhiều tuổi, nhan sắc tàn phai, không may mang thai mà thôi. Vậy không ai lo cho các cô sao? Các mama đều bận đi hội thưởng hoa, làm gì có thời gian lo choáng người của bọn ta. Con thấy chỉ có một mình mặt ở trong phủ, nên con đoán chắc chắn Thúc đi đâu đó rồi. Hoàng huynh có trách ta về cung mà vẫn chưa đi thỉnh an không? Phụ hoàng nói hoàng thúc đi đường vất vả, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn tiến cung cũng không muộn. Ta quay về có mang quà cho con. Nhị điện hạ, tam điện hạ. Vậy không được, con muốn hai phần. Vậy con tự đến nhà kho chọn mấy thứ con thích đi. Tạ ơn hoàng thúc. Hoàng thúc, sức khỏe của người hơn chút nào không? Vẫn vậy. Triệu viện sứ vẫn luôn tiêm thuốc cho người. Con tin rằng không bao lâu nữa chắc chắn có thể chữa khỏi cho người. Chỉ là hôm nay người về hơi muộn. Người lại đến nơi nào? Tìm kiếm manh mối mới ạ? 5 năm trước phụ hoàng diệt sạch cả người có liên quan. Hoàng thúc vẫn nghi ngờ người đứng sau điều khiển người khác sao? Vương gia, Hà Tân gửi thư đến. Con xem. Vừa phát hiện ra là gửi đến liền. Vào đi. Vương gia, mộ viên Thành Minh tìm thấy lúc trước là mộ di vật vừa được tu sửa, nhưng tìm khắp vườn hoa đào cũng không tìm thấy hài cốt. Điều phía Hà Tân có tin tức mới. Núi Thiên Đồng, Trác Châu. Sau điều tra ở sông Cự Mã, viên Thành Minh đã xuất hiện với cả đã có tung Trác Châu Vân Tưởng Nguyệt. Cô ta chính là viên Tích Nguyệt, con gái của viên Thành Minh. Sau khi đổi tên là thành Vân Tưởng Nguyệt, bây giờ đã là đầu bảng cung Tiểu Tần. Đây là đơn thuốc, đa tạ. Chỉ là cần cô tự mua thuốc. Sau này Tống Vận nhất định sẽ báo đáp ân tình hôm nay. Tự lực. Tiểu thư, chúng ta có tiền rồi. Có điều chắc bạc này không phải giả đâu nhỉ? Bỗng nhiên ta nhớ đến cha mẹ ta. Ta đã hận cha ta bao năm nay. Nhưng ban nãy, khi nhìn thấy vị Tống Vận tỷ tỷ đó, không biết tại sao, ta lại nghĩ, nếu ban đầu mẹ ta không lấy cha ta, cũng không biết sau này bà ấy sẽ như thế nào. Bà ấy sẽ bị đói bụng sao? Sẽ bị người đời quên lãng vì nhiều tuổi nhan sắc phai tàn. Con gái nhà quan như mẹ ta lưu lạc chốn phong trần là vì bất đắc dĩ. Nhưng mà làm gì có đóa hoa nào bằng lòng rơi vào vũng bùn. E là đóa hoa nào cũng muốn trở thành cây. Nhưng xuân qua thu đến sẽ luôn là nhan sắc mất thay thế gương mặt cũ. Cho nên cự lực à, chúng ta không được làm hoa, chúng ta phải làm cây. Hơn nữa còn phải thành cây cao ngút trời, không sợ giá rét, không sợ gió mưa. Tiểu thư, cây khó coi lắm, không được. Tiểu thư của chúng ta xinh đẹp thế này, không làm hoa vậy thì không được đâu. Triều ta có quy định, thể là nữ tử đã có gia đình được làm quan trong triều. Cho nên tiểu thư nhà em tuyệt đối không lấy ai hết. Không lấy ai ạ? Không lấy ai thì không được đâu. Nhà thơ này cũng đọc loại sách này sao? Thất phục hình sắc. Tiểu thư, em từng thấy cái này. Mấy người bày hình này ra,
Chúng ta sống bằng nghề y, không biết chừng nhà thơ này lại sống bằng nghề xem tướng. Khắc phu, cái này. Khắc phu. Tuyển tập thơ cổ. Vương gia, hội thưởng hoa đó khá cầu kỳ, cần thiện phải đổi đạt kim hoa để làm phần thưởng. Ta thấy chúng ta nên trèo tường vào. Thân phận của ngài cửa chính không vẻ vang. Trèo tường. Trèo tường thì vẻ vang nhỉ. Vương gia, ý ta không phải vậy. Nên. Trời xanh trăng sáng đã bao lâu? Nay ta ngừng chén hỏi một câu. Tiểu thư, tuy người viết thơ không có gì đặc sắc, nhưng đọc thơ thì nghe hay lắm. Mau ăn bánh của em đi. Em xem bên kia kìa, nhiều đèn lồng đẹp quá. Chúng ta qua đó xem thử, đi. Đợi sau này có tiền, ta sẽ mua cho em một cái. Mộ đại phu, vừa hay ta đang tìm cô, có thể làm phiền cô đến cung tiểu tần với ta một tiểu tần ư? Ngại quá, ta biết là làm khó cô quá, nhưng làm ơn đi mà. Được rồi. Không được đâu tiểu thư, em sợ nhất định phải đi cùng người. Yên tâm, tự ta sẽ chờ ta nhé. Tiểu thư, không được đồng đầy, đứng đó. Tiểu thư, vị trí đó là khắc phu mà. Cung tiểu tần đông người phức tạp, tô thêm nốt ruồi vào bớt được nhiều chuyện. Đứng yên nhé, chờ ta về. Vậy tiểu thư chú ý an toàn nhé. Cung tiểu tần, mời khách quan vào trong, mời vào. Vân Tưởng Nguyệt, đầu bảng cung tiểu tần. Tố Y, thị nữ của Vân Tưởng Nguyệt. Tiểu Y, thị nữ của Vân Tưởng Nguyệt. Tiểu thư, hay là năm sau chúng ta hẳn tham gia đi. Nhưng không tham gia thì sao có thể bám vào quyền quý, mới có nơi cậy nhờ, mới sống tiếp thật tốt được. Tố Y, ta không còn thời gian nữa. Mời, được. Vân cô nương, đây là mộ đại phu. Đây là Vân cô nương. Đa tạ đại phu đã ra tay cứu giúp. Tưởng Nguyệt cảm kích vô cùng. Cô nương khách sáo rồi. Đi thông thả, lần sau ghé nhé. Cung tiểu tần, trông tuấn tú quá. Các vị, có thể cho nô gia xem thiệp mời không? Mời vào trong, xin mời. Cô nương, ta châm cứu chỉ chữa được ngọn không chữa được gốc. Lát nữa cô lên sân khấu, bị gió lạnh thổi vào, có phát tác hay không? Cho phép ta lắm miệng một câu. Hoa khôi thì năm nào cũng tuyển chọn, nhưng sức khỏe của cô, năm nào cũng tuyển chọn hoa khôi, nhưng cơ hội để Tưởng Nguyệt hạng nhất chỉ có lần này thôi. Hay quá.
đẹp quá. Nhảy đẹp quá, nhảy đẹp thật đấy. Hay, hay quá. Đẹp quá. Hay, hay quá. Hay quá. Hay, rất hay. Hay, hay lắm. Đẹp lắm. Chắc năm nay Phùng Sương Sương là hoa khôi rồi. Vân Tử Nguyệt chưa lên sân là đầu bảng mới của năm nay đấy. Vân Tử Nguyệt à. Vân Tử Nguyệt. Vân Tử Nguyệt. Vân Tử Nguyệt. Vân Tử Nguyệt. Vân Tử Nguyệt tới rồi kìa. Hay, hay quá. Hay quá, hay quá. Hay, hay lắm. Mộ chức hoa hồi bé. Mộ chức hoa hồi bé. Tiểu thất, đừng nhảy nữa. Mộ chức hoa hồi bé. Mẹ múa phải học gì rồi. Không tốt à? Con thấy mẹ sao cũng nhảy múa phải đọc sách à? Cố nhất tiếu. Mẹ của mộ chức hoa nhảy múa nhất không phải là xấu. Mẹ của mộ chức hoa mà đọc của mộ chức vậy thì sẽ khiến con sẽ biết nhảy lẽ tốt hay biết đúng sai, chứ không chỉ là nghe lời mẹ chứ. Tống tỷ tỷ, tỷ nói xem Vân cô nương thực sự thích nhảy múa sao? Thực ra, sau khi tới nền Trần Phong Nguyệt này, thì dù có thích, cũng sẽ thành không thích. Chỉ có Vân muội muội là khác. Sau khi muội ấy vào đây, không khóc cũng không làm ầm ĩ. Chưa tới 3 tháng, đã học được hết các khúc nhạc và vũ đạo, rồi chẳng mấy chốc trở thành đầu bảng. Tại sao cô ấy lại liều mạng như vậy? Chuyện ấy thì ta không rõ. Hay, hay lắm. Vân Tử Nguyệt. Hoa khôi năm ngoái, số kim hoa là hơn 1.600 đó. Chúng ta cứ chờ xem. Không chừng năm nay Vân Tử Nguyệt sẽ được kim hoa tặng mỹ nhân. Trướng phù dung ấm áp tới sớm mai. Không biết vị nào có thể ôm mỹ nhân về. Ta ra giá 2.000 đoá kim hoa. 2.000 kìa. 2.500 đoá kim hoa. 3.000 đoá. 3.000 đó. 3.500.
Những người này vung tiền như rác, đều là vì Vân Tưởng Nguyệt à. Nam nhân mà, 4.000 đoá, ta ắt phải có được nàng. 4.000 đoá kìa, 4.500 đoá kim hoa. Chúc mừng công tử, 4.500 đoá kim hoa. Cũng chúc mừng hoa khôi mới Vân Tưởng Nguyệt của chúng ta. Tên phá của nhà ai thế này, trả nhiều tiền quá vậy. Nam nhân, giấy đẹp cũng vô dụng, về nhà đọc sách thôi. Ta đi đây. Mộ đại phu, ta, tỷ tỷ, còn chuyện gì à? Ta còn một chuyện muốn thỉnh cầu. Ở hậu viện của bọn ta vẫn còn một vài tỷ muội bệnh tật đã lâu, không có việc cấp thì có thể, có gì không được đâu. Tỷ tỷ dẫn đường đi, không lời nào cảm tạ hết được. Xin hãy tỉ nhận một bái tổ thọ đây. Đi thôi, đi thôi, tỷ tỷ. Ta là đại phu, đừng giết ta.